Miệt thử tâm tình. Những hình ảnh mọi người đang xem là được bạn Huyền Trân, ngụ tại ấp Bần B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, chia sẻ với Miệt Thứ. Bạn nói, cuộc sống như ngày giãn cách suốt 2 tháng qua của tụi em, những người trẻ thật sự đơn giản. Và trong video ngày hôm nay, Miệt Thứ xin giới thiệu đến mọi người một bài viết của tác giả Trung Thanh Huy đăng trên báo Tuổi Trẻ Online với tiêu đề Mùa dịch, tập sống giản đơn. Mời bà con cùng lắng nghe và suy ngẫm. Với nhiều người, giãn cách xã hội là thời gian để sống chậm, phát triển bản thân, gắn kết gia đình. Tuy nhiên, vẫn có không ít những người khó thích nghi do nhiều sở thích, thói quen bỗng nhiên bị dừng lại hoặc thay đổi. Chị họ tôi than thở đang stress nặng do thói ăn nếp ở của nhà mình trong những ngày dịch giả kéo dài. Nhà có điều kiện nên lâu nay anh rể chủ trương chỉ sử dụng các loại thực phẩm lợi cho sức khỏe. Giá cả không thành vấn đề, nhưng nhất định phải tươi ngon, bổ dưỡng. Từ các loại gạo đen, thực phẩm hữu cơ cho đến nông sản thủy canh trong nhà lúc nào cũng có. Đến lúc giãn cách, cung ứng hàng hóa đứt gãy, phải dùng tạm những thực phẩm bình thường khiến cho bữa cơm gia đình như càng thêm nhạt nhẽo. Còn anh bạn tôi là bếp trưởng của một nhà hàng 5 sao có tiếng, nhưng thói quen ăn uống lại rất là đơn giản. Chỉ nấu món gì anh cũng khen ngon, chưa từng thấy anh khen chê ngon dở. Bạn bè thắc mắc, anh cười hề hề giải thích. Đương nhiên là do thói quen nghề nghiệp nên anh sẽ dễ dàng nhận ra món này chưa ngon, món kia hơi nhạt. Nhưng điều quan trọng hơn là tạo bầu không khí gia đình qua bữa cơm nhà, chứ không dừng lại ở chuyện ăn uống. Mình phải làm gương cho con cái về lòng biết ơn mẹ với những thứ mình có được, chứ không phải biết đòi hỏi và chỉ hưởng thụ. Theo anh, càng sống đơn giản lại càng hạnh phúc. Thích nghi với hoàn cảnh thực tại, lựa chọn lối sống thích hợp trong tình thế những ngày giãn cách là điều cần thiết mà mọi người nên làm, như một cách thể hiện trách nhiệm đối với xã hội. Sống đơn giản trong lúc này là cần thiết để mọi người dễ dàng thích ứng với yêu cầu chống dịch, hạn chế ra ngoài cho mục đích mua sắm, không tích trữ quá nhiều đồ dùng gây lãng phí và mất ổn định thị trường. Tâm thế sống đơn giản sẽ giúp mọi người bình tĩnh ở nhà, an vui bên những bữa cơm giản dị nhưng tràn ngập yêu thương. Và nhìn từ phương diện kinh tế, lối sống đơn giản giúp tiết kiệm chi phí cho những thứ đồ dùng không thiết yếu như quần áo, phụ kiện, đồ chơi, đồ trang trí. Điều này hoàn toàn có lợi trong bối cảnh thực tại khi mà thu nhập của các gia đình ít nhiều đều giảm bởi nhiều người phải chôn chân trong nhà. Chính những lúc khó khăn do dịch giả lại là cơ hội để tái lập trật tự ưu tiên, tước đi những mặc định đã lập trình, dạy cho chúng ta phải trở về căn nguyên, trở về với chính mình. Học biết ơn lại từ đầu, học yêu thương lại từ đầu, học cách kết nối và sống chung với nhau lại từ đầu. Mất đi mới hiểu sự quý giá. Khi không còn mới biết ảnh hưởng lớn lao của những vụn vặt đời thường. Những ngày giãn cách xã hội khiến mọi người có nhiều thời gian ở bên gia đình, cùng vào bếp nhiều hơn. Chính điều này đã làm thay đổi không ít những thói quen, lối sống của chúng ta theo hướng tích cực. Cuộc sống này vốn dĩ không quá phức tạp, nhưng lâu nay nhiều người có thói quen làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Thậm chí là tự làm khó mình, thích làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng rồi lại tự chìm đắm trong thế giới mông lung bế tắc mà mình đã tạo ra. Gặp chuyện không vui thì suy diễn ra hàng ngàn nguyên cớ, tự giày vò bản thân rồi ép mình vào ngõ cụt. Thất bại một chút thì coi như là bi kịch cuộc đời, biến mình trở nên tự ti và mất hết niềm tin trong cuộc sống. Có không ít người chạy đua theo nhịp sống đầy những bộn bề lo toan, tự đặt ra cho mình hàng loạt mục tiêu đích đến, nhưng lại quên mất cách để hài lòng với bản thân, quên rằng ta đang sống một cuộc đời chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại. Mọi thứ diễn ra theo một lẽ tự nhiên, việc xảy ra dù bất ngờ hay có chuẩn bị sẵn đều không có cách nào thay đổi được, nhưng nhìn nhận nó như thế nào lại là lựa chọn của mỗi người. Sống đơn giản trong những ngày giãn cách chính là thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và với sự an toàn của cả cộng đồng. Bởi đây là thời gian khiến chúng ta nhận ra sống chậm cũng là một lựa chọn không hề nhàm chán. Và để tìm thấy niềm vui với những thứ vốn dĩ bình dị, đơn giản mà lâu nay ta vô tình đánh mất. Đó có thể là tia mặt trời xuyên qua vòm lá, là khoảng trời xanh rộn rã tiếng chim ca, là tiếng cười của trẻ thơ, là niềm vui từ ánh mắt của những người thân yêu. Chọn cho mình một lối sống đơn giản trong những ngày giãn cách là việc mọi người có thể làm để chung tay góp phần cùng các cơ quan chức năng phòng chống dịch bệnh. Hãy bắt đầu hôm nay bằng cách đơn giản hóa những nhu cầu của mình từ thói ăn, nếp ở và cả trong cách suy nghĩ.